Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Hôm nay Phát sẽ tổng hợp lại những cái loại vợt dùng để nuôi cá nói chung cũng như là nuôi cá bảy màu nói riêng. Thì những cái vợt này là những cái vợt mình đã sử dụng rồi, mình cảm thấy rất là ok nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Ngoài ra còn rất nhiều là vợt khác, nhưng mà những cái vợt đó thì thứ nhất là khẩu quá to, và thứ hai là không sử dụng cho cá bảy màu thì mình không có sử dụng nên mình không có biết, nên mình không có review cho các bạn xem ha. Đầu tiên thì chúng ta có một cái vợt truyền thống với kích thước là 17,5 cm. Bằng lưới dải mùng, cái này thì để vớt cá rất là tốt. Tại sao mình giới thiệu cho các bạn cái cây này, thì cái cây này xài cái gọng nó cứng, cái chiều dài nó cũng rất ok, hoàn thiện chi tiết cũng cây vợt rất là cứng nên thành ra rất là dễ vớt cá các bạn nha. Vớt số lượng nhiều thì cây này là ok nhất rồi, như là cái tùng nó cũng dài, cá không thể nhảy ra ngoài bên ngoài được các bạn nha. Vì cây này là cây 17 cm, 17,5 cm, thì chúng ta có thêm một cái cây cũng y chang vậy luôn, nhưng mà sẽ size sẽ nhỏ hơn, là cái cây này size nó là 7,5 cm thôi, 3 inch đó các bạn ha. Thì những bạn nào muốn mua hàng thì các bạn có thể liên hệ lên Shopee bên dưới miêu tả video này. Nguyễn Phát cũng có đang bán những cái vợt này luôn các bạn nha. Những cái vợt này cái vợt thông dụng cơ bản thôi, chút xíu các bạn coi tiếp thì các bạn sẽ biết những cái vợt khác dành cho riêng cá bảy màu rất là ok. Cái vợt này thì dừng để vớt 1-2 con cá, ví dụ như cái bầy cá nhiều quá các bạn muốn vớt 1-2 con các bạn sử dụng vợt này. Cái gọng nó cũng rất là cứng, nó cùng với cái kia, nhưng mà cái này cái cọng nó dày hơn, cái này cọng mỏng hơn. Rồi cái này thì mấy chục ngàn, 20-30 ngàn gì đó. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái số cây vợt dùng để dành riêng cho cá bảy màu. Thứ nhất là những cây vợt để xô vừa vớt cá các bạn nha. Cây vợt này trên tay mình có hai cây vợt, một cây vợt là trong và một cây vợt màu đen màu bạc. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem trước cây vợt màu trong ha. Cây vợt này người ta gọi là cây vợt nước hay còn gọi là cây vợt chống sốc. Cái này thì các bạn vợt vô trong nước thì nước nó sẽ ở trong đây luôn và con cá nó sẽ ở trong đây luôn. Khi mà các bạn vớt cá, các bạn vớt bằng cây vợt này á, nó sẽ không bị sốc. Các bạn xài vợt này thì con cá nó sẽ nằm trong lưới và nó giật mình, nó dẫn dễ dẫn đến tình trạng con cá nó bị mệt và bị stress. Đối với cây vợt này thì không có. Cây vợt này để vớt cá, ngoài ra nó còn có một công dụng nữa. Khi mà các bạn ịnh nó vô trong hồ, các bạn giữ con cá lại bên trong đây, các bạn có thể xô con cá, các bạn chụp hình quay phim nó rất là bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Khi các bạn xong thì các bạn bung ra đó. Còn nếu như mà các bạn không thích thì các bạn có thể vợt con cá, các bạn để điện thoại cầm trên cao, các bạn quay phim chụp hình rất là dễ ha các bạn ha. Cây này mình gọi là cây vợt nước cán gỗ. Rồi, cây vợt nước cán gỗ. Thì tiếp theo chúng ta có một cây vợt nước cán gỗ nữa, nhưng mà người ta thiết kế ra là để chổi màu sắc. Chổi màu sắc có nghĩa là gì? Người ta sẽ thiết kế hai màu, màu bạc hoặc là màu đen, hoặc là cái cây màu bạc màu xanh. Thì cái cây màu bạc màu xanh thì chúng hồi mình sẽ giải thích tiếp. Cái cây màu đen màu xa màu bạc này thì chúng ta sẽ tùy những dòng cá, ví dụ những dòng cá nào mà thân đen, những dòng cá nào mà mình đen thì chúng ta nên sử dụng cái phần màu bạc này để tôn lên được cái màu sắc của con cá, cũng như là tôn lên được những cái hoa văn chi tiết của con cá. Tại vì cá màu đen mà các bạn sử dụng màu đen này thì nó chìm mất tiêu luôn, quay phim chụp hình thì không thấy đó. Còn cái phần màu đen này chúng ta sẽ quay phim chụp hình những cái con cá nào màu sáng hơn, ví dụ như màu xanh biển hoặc là màu vàng. Mình thì mình thường sử dụng để mình xô những con cá full gold màu vàng lên nhìn rất là đẹp các bạn nha. Thì các bạn chỉ vật nước giống y chang như bên kia, không có gì khác hết. Cái này nó sẽ giữ nước lại đó. Cán gỗ nhìn rất là đẹp luôn ha. Tại phần đít nó có phần treo móc khóa cũng ok, dành cho những bạn nào mà kỹ lưỡng treo lên trên tường. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến tiếp tục là vợt nước nữa, nhưng mà vợt nước này cái bản này nó mới hơn. Cái bản này thì hầu như chưa chưa có trên thị trường, thì mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn, thì sau này nó có trên thị trường thì các bạn có thể tìm đến mua. Cái này mình kêu bằng cái vợt nước cán inox. Cái sản phẩm này là sản phẩm mới do mấy anh em nghiên cứu sáng tạo ra. Vì trong quá trình sử dụng thì nhiều anh em phàn nàn rằng cái cây vợt này đôi khi nó quá ngắn để vợt những con cá. Thì mấy anh em mới nghiên cứu là xài cái vợt này. Cái vợt này thì cũng giống như cái vợt nước hồi nãy thôi, chứ không có khác gì hết trơn trọi. Nhưng mà đặc điểm công năng của nó là nó có thể tăng đưa cái cây này, tăng đưa dài ra. Đó, các bạn có thể tăng cái chiều dài lên, hoặc là đối với những cái hồ mà cục quá thì các bạn có thể rút ngắn chiều ngắn lại của nó như thế nào để vừa hợp để vớt cá. Cái này là cái sản phẩm mới nha các bạn nha. Cái sản phẩm mới trên thị trường, chưa có tung ra bán trên thị trường, nhưng mà mình may mắn mình được là mấy bạn làm cái này, mấy ông đưa cho review trước, nên những bạn nào muốn mua sản phẩm này thì có thể liên hệ lên Shopee bên dưới miêu tả video này để mua được cái sản phẩm cây vợt nước cán inox tăng đưa này nha các bạn nha.
Đây mình sẽ trình diễn cho các bạn xem. Cái chiều dài của nó khoảng cỡ gang tay thôi, khi mà chúng ta kéo dài như gang tay thì nó sẽ rất là dài. Đó, thấy không? Và chúng ta sẽ tha hồ để vớt cá luôn. Cái này là màu trong, còn cái này là màu xanh bạc thôi chứ không có gì hết trơn hết trọi nha. Đây màu xanh bạc ha. Màu xanh bạc để chúng ta tùy hứng lý qua cầu, lúc chúng ta thích xài màu xanh để chúng ta xô cá, hoặc là chúng ta thích xài màu bạc để chúng ta xô cá thì cái đó là chuyện bình thường dĩ nhiên rồi. Rồi đây chúng ta mình có trên tay là gồm là 5 cây vợt, à còn cây vợt này nữa cũng cán inox nhưng mà size sẽ to hơn. Size sẽ to hơn nha các bạn nha, cho những bạn nào mà thích xô cá beta hoặc là thích xô những dòng cá nào mà nó bự hơn tí so với cá bay màu. Thì trên tay Nguyễn Phát hiện đang có 5 cây vợt là vợt nước, cán inox và cán gỗ. Cái cán inox này nó sẽ ca giá tiền nó sẽ cao hơn so với cán gỗ các bạn nha. À, rất là hợp lý cho những bạn nào mà chưa biết về những cây vợt để nuôi cá bay màu. Rồi tiếp theo chúng ta có cây vợt Artemia. Thì những cây vợt Artemia này chúng ta sẽ có hai size, một là size lớn và size nhỏ. Cái size lớn này dùng để mình thường thì mình sử dụng để lọc Artemia, còn cây vợt nhỏ này thường thì mình để bắt những cái con cá nào mà nó ương bướng nó khó chịu á, mình xài luôn hoặc là mình sử dụng để lọc Artemia luôn. Đối với những bạn nào mà nuôi cá ít thì chúng ta sẽ sử dụng hai cây này. Hai cây này nó hơi dơ tại vì mình đang sử dụng cái hàng mới, thì mình để mình bán chứ mình không có review mất công chút còn nó rách nữa. À, cái này hai cây này mình đang sử dụng, cái này nó cũng rất là khó rách nhưng mà lỡ chút hồi xui xui sao quơ quơ nó trúng vô trong cái gì cái nó rách rồi xong hư cây vợt luôn, ổn tiền các bạn ha. Rồi thì đi chung với cây vợt Artemia thì chúng ta có một cây vợt Nano. Cây vợt Nano này mình cũng đã nói trong những video clip trước rồi. Cái cây này có tác dụng là để giữ cái con Artemia lại trong đây, và ngoài tác dụng đó thì chúng ta còn có thể dùng để nuôi Artemia sinh khối, là các bạn bỏ cám vô trong đây các bạn chà thì nó sẽ rớt cái nước cốt xuống đây và cho con Artemia nó ăn, và là cho con Bobo ăn. Ngày xưa mình nuôi Bobo và Artemia sinh khối bằng cái vợt này các bạn nha. Nhưng bạn nào muốn mua thì các bạn liên hệ link Shopee bên dưới miêu tả video này, hoặc là các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho mình bằng số điện thoại đang chạy bên dưới miêu tả video, bên dưới video này nha các bạn nha. Rồi tiếp sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái cây vợt mà mấy người Trung Quốc người ta hay xài để người ta xô cá. Thì cái người Trung Quốc người ta không có làm cái cây vợt nước, nhưng mà người ta có một cái cây vợt mình bán thì mình kêu bằng cây vợt đen. Cái cây vợt đen, cái cây vợt này cái tùng nó cũng khá dài, dùng để vớt cá ha. Cái cán và cái vành của nó cũng bằng nhựa luôn, vành bằng nhựa đen luôn. Nhưng mà có một cái đặc điểm là nó khác cái cây vợt so với Việt Nam làm là nó hơi yếu, nó mỏng hơn. Nhưng mà người ta xô lên trên đây á, cái nền đây này nó cũng khá là hợp lý khi mà xô cá. Nói chung là cái cây vợt này cũng giống như bao cây vợt khác thôi chứ không có gì mà thần thánh lắm đâu ha các bạn ha. À đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ không giới thiệu cho bạn một cái vợt, mà mình giới thiệu cho bạn một cái cây này kêu bằng cái cây chùi hồ. Cái cây này, cái cây chùi hồ. Đối với những bạn nào mà có cái thói quen thường xuyên chùi hồ thì mình nghĩ là cái cây này rất là hợp lý. Để mình bóc ra cho các bạn xem, cái cây này là cây mới. Tại vì mình ít khi nào mình sử dụng cái cây này lắm. Hầu như là mình không có sử dụng luôn, tại vì mình sử dụng cá lau kiến để chùi hồ nên mình không có sử dụng cái này. Cái này nó sẽ là một cái cây bằng nhựa màu đen. Và nó có cái cán cầm cũng dễ thương. Đầu này thì chúng ta có một cái lớp bông để giống như là các bạn thọt tay vô trong hồ, các bạn chà như này nè, là cái mặt kiến của các bạn sẽ rất là sạch và nó rất là trong. Thì cái này thì có tác dụng vậy thôi chứ không có gì trơn trọi ha các bạn ha, nhưng mà nó cũng hay á. Những sản phẩm này bên mình đều có bán hết các bạn ơi. Chà hợp lý không, thấy là hợp lý vãi rồi. Rồi cuối cùng thì mình sẽ không giới thiệu cho bạn một cái vợt, mà cuối cùng mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái hồ xô cá. Để khi mà các bạn vớt cá ra rồi các bạn sẽ xô lên trên cái này. Cái này thì bên mình đang có bán nền đen, nền xanh, nền trắng. Nó có 3 nền màu. Cái nền này thì các bạn có thể về lọc cái đề can này ra, các bạn dán cái nền tùy thích, hoặc là các bạn có thể dán hình gì đó lên đây tùy thích. Thì cái này nó mỏng, các bạn rất là dễ chụp hình. Các bạn bỏ cá vô trong đây thì cá nó không có chạy đi nhiều như ở nuôi ở trong hồ, thì các bạn có thể là chụp hình cá rất là dễ ha các bạn ha. Kính này thì cũng khá dày, nhưng mà cái này thì mình không có ship code, cái này các bạn mua trực tiếp tại cửa hàng thì mình bán thôi, tại vì cái này ship code bị bể á. Mình đã thử ship code vài lần rồi thì cái tỷ lệ bể rất là cao nên mình không có ship cho các bạn nữa. Thì đó, cái này là cái hồ xô, khi các bạn lấy vợt các bạn vớt qua, các bạn bỏ vô đây, các bạn xô cá rất là ok. Rồi thì vừa rồi mình cũng đã tổng hợp cho các bạn một số loại vợt để nuôi cá cảnh cũng như là cá bay màu.
Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại tổng thể những cái vợt nãy giờ mình show các bạn ha. Rồi. Quá trời vợt luôn. Nói chung là vô cái đam mê thì phải chịu thôi các bạn ơi. Vô cái đam mê phải chịu thôi. Bây giờ phải có từng cái vợt cho từng tình huống khác nhau. Các bạn thấy hầm bà lằng sáng cấu tùm lum tùm la hết. Hầm bà lằng sáng cấu tùm lum tùm la hết. Bây giờ mình sẽ xếp gọn lại. Mình cho các bạn xem qua ha. Mệt quá, khó khăn quá. Đó, thì nói nôm na cơ bản thì nếu như một người đam mê cá thì chúng ta có cần có nên đủ bộ này để chúng ta nuôi cá một cách hợp lý hơn. Nói đến đây mình mắc cười quá. Nội có vợt cá thôi mà nó một nồi, chưa kể là nhiều thứ khác trong phụ kiện nuôi cá. Rồi, video vừa rồi mình cũng đã review cho các bạn xem rất là nhiều phụ kiện nuôi cá. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi video này. Thấy hay nhớ like, share, comment cho mình. Và đừng quên để lại cho Nguyễn Phát mình một cái đăng ký bên dưới miêu tả video này nha. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video lần sau. Bạn nào muốn mua hàng thì các bạn có thể bấm cái nút mũi tên sổ bên dưới cái phần video này. Và chúng ta bấm vô cái đường link Shopee là tất cả những cái hàng hóa mình review mình sẽ hiện ra và hiện luôn giá luôn cho các bạn mua ha. Rồi, chào tạm biệt tất cả các bạn.